Và đầu tiên thì Lâm Phát xin cảm ơn tất cả mọi người đã tin dùng sản phẩm. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người cách sử dụng sản phẩm sô kẹt K600 cùng với lại Micro AT100 ở đây. Mọi người hãy cùng theo dõi nhé. Để khởi động chiếc sô kẹt, mọi người sẽ bấm giữ vào cái nút vuông ở đây có biểu tượng nguồn. Chúng ta giữ vào khoảng 5 giây, rồi sau đó chúng ta buông tay ra. Như thế là chiếc sô kẹt của chúng ta đã hoạt động. Đi kèm theo sản phẩm sẽ có một sợi dây màu đen như thế này, chính là dây nguồn cũng như là dây sạc cho chiếc sô kẹt K600 của chúng ta. Một đầu chúng ta sẽ dùng cốc sạc hoặc là sạc dự phòng để chúng ta cấp nguồn cho nó. Và trong trường hợp này thì Lâm Phát sẽ sử dụng cái cốc sạc điện thoại để sạc cho nó. Và tiếp theo mọi người sẽ lật mặt trên lên thì cái cổng ngoài bìa chính là cổng sạc cho cái chiếc sô kẹt K600 của chúng ta. Chúng ta sẽ cắm vào đây ha. Và đi kèm theo sản phẩm sẽ có hai sợi dây như thế này. Đây chính là sợi dây livestream và sợi dây lấy nhạc. Chúng ta sẽ cắm vào cái lỗ bìa từ bên trái đếm qua lỗ thứ ba ha. Chúng ta sẽ cắm vào đây. Nó có chữ là accompaniment. Và một sợi dây còn lại thì chúng ta sẽ cắm vào cái lỗ bìa có chữ line 1 hoặc line 2 ha. Chúng ta có thể cắm vào một trong hai lỗ này. Trong trường hợp này mình sẽ cắm lỗ ngoài bìa cùng. Đó chính là cổng line số 2 ha. Một sợi dây micro như thế này. Cái đầu nhỏ thì chúng ta sẽ cắm vào cổng micro số 1. Đầu còn lại thì chúng ta sẽ cắm vào micro AT100. Về tai nghe thì mọi người có thể sử dụng nhiều loại tai nghe khác nhau. Tai nghe nhỏ hoặc là tai nghe ốp tai đều được. Nhưng bắt buộc phải sử dụng cổng 3.5. Và chúng ta sẽ cắm vào chữ earphone ở trên đây. Và như thế là chúng ta đã hoàn thành việc kết nối dây cho chiếc sô kẹt K600 của chúng ta. Tiếp theo đó là hiệu chỉnh cái chiếc sô kẹt. Ok, và bây giờ mọi người đã nghe được âm thanh của sô kẹt K600. Chúng ta sẽ bắt đầu đi hiệu chỉnh từng nút ha. Rồi, và một chức năng khá là quan trọng đó chính là Bluetooth để kết nối với lại điện thoại chúng ta để chúng ta có thể lấy nhạc, chúng ta hát. Thì mọi người sẽ làm theo như sau nhé. Và mọi người sẽ để ý ở trên điện thoại của chúng ta sẽ vào phần cài đặt Bluetooth ha. Rồi, ở trong cái phần cài đặt Bluetooth á, mọi người sẽ kéo xuống dưới cùng. Thì chúng ta sẽ thấy cái chữ là K600. Và để thấy được chữ K600 này, trước tiên mọi người phải bật Bluetooth lên ha. Bật chức năng Bluetooth lên. Và kéo xuống dưới cuối cùng. Thì chúng ta sẽ bấm vào chữ K600. Và khi kết nối xong á, thì trên chiếc sô kẹt K600 của chúng ta nó sẽ ngưng nhấp nháy ở cái chế độ Bluetooth này. Ở cái nút Bluetooth này nó sẽ không còn nhấp nháy nữa. Thì có nghĩa là chúng ta đã kết nối thành công. Mọi người sẽ chú ý vào ba cái nút ở bên trên đây. Ba cái nút này chính là hiệu chỉnh micro. Đầu tiên cái nút này chính là nút chép. Thì chúng ta sẽ điều chỉnh độ sáng tối của giọng ha. Tiếp theo chúng ta sẽ điều chỉnh ở đây. Cái nút ở trong này chính là hiệu chỉnh bass ha. Bass thì nó sẽ cho chúng ta ấm giọng. Và cái nút trong cùng chính là hiệu chỉnh âm lượng của micro. Thì chúng ta sẽ đổi hướng như sau. Hai cái nút đầu tiên mọi người sẽ đổi hướng tầm khoảng 1 đến 2 giờ. Còn cái nút âm lượng thì chúng ta sẽ đổi từ 12 giờ cho đến 1 giờ tùy theo độ xa gần của mic. Thì thông thường Lâm Phát sẽ đổi micro cách miệng tầm khoảng độ nửa gang đến một gang tay thì đổi tầm khoảng độ 12 giờ là vừa ha mọi người. Tiếp theo mọi người sẽ để ý ba cái nút ở bên dưới này. Thì cái nút đầu tiên chính là hiệu chỉnh về cái âm lượng thu âm nè, âm lượng thu hoặc là âm lượng livestream. Thì chúng ta sẽ đổi tầm khoảng độ 12 giờ đến 1 giờ thôi ha. Và cái này mọi người muốn điều chỉnh chi tiết á, thì mọi người có thể xem lại cái video hướng dẫn cách canh gain, cách hiệu chỉnh âm lượng đầu ga. Thì trong video đó Lâm Phát đã hướng dẫn mọi người để chỉnh được cái âm lượng tốt nhất. Tiếp theo thì mọi người sẽ nhìn đến cái nút ở giữa đây. Nút này chính là cái nút điều chỉnh cái giọng, thay đổi giọng nói của chúng ta. Trường hợp mọi người sẽ bấm qua cái nút giả giọng ở đây. Đây là cái chức năng giả giọng con nít và chúng ta có thể điều chỉnh giọng ở đây. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu để ý đến cái nút này. Cái nút ở trong cùng hàng bên dưới chính là cái nút điều chỉnh âm lượng nhạc. Trường hợp nhạc chúng ta lớn hay bé thì chúng ta sẽ điều chỉnh ở đây. Và hai cái nút bự ở đây, một nút sẽ đảm nhiệm chức năng đó chính là điều chỉnh âm lượng tai nghe. Một nút sẽ là điều chỉnh âm lượng vang reverb. Thì mọi người muốn vang nhiều thì mọi người vặn lên nè. Mọi người muốn vang ít thì mọi người giảm lại. Và ở đây mọi người muốn nghe lớn thì vặn lên ha. Và cái khu vực màu cam ở đây chính là hiệu ứng khán giả. Mọi người sẽ bấm vào. Đấy. Và nó có rất là nhiều hiệu ứng ở trên đây. Mọi người có thể thay đổi để hòa quyện vào trong những buổi livestream, giúp cho buổi livestream sinh động hơn. Và ở đây nó sẽ có 4 nút màu xanh. Thì 4 nút này sẽ là nhạc nền. Chúng ta cần thiết thì chúng ta sẽ bấm vào, hoặc không thì chúng ta không cần bấm vào ha. Những cái nút màu xanh ở khu vực dưới này nó sẽ cho chúng ta hiệu chỉnh về giọng, giả giọng. Giả giọng ông già, trẻ con hoặc con nít thì mọi người có thể bấm vào đây ăn giả giọng của nó. Ngoài ra thì mọi người sẽ để ý ở khu vực này
nó sẽ có hai nút, đó chính là Pop và Pro. Thì hai chức năng này nó sẽ giúp cho chúng ta hát dễ dàng hơn bằng cách chúng ta sẽ bấm vào đây. Và bây giờ chúng ta đã nghe được âm thanh vang của Pop. Và chức năng vang này chủ yếu nó là reverb, không có echo trong đó ha. Tiếp theo chúng ta sẽ bấm qua chức năng Pro. Thì ở đây nó sẽ có chức năng delay ở trong đây. Alo, alo, 1, 2, 3, 4. Đấy. Thì cái này cũng khá là tiện dụng khi chúng ta hát những dòng nhạc bolero, nhạc trữ tình. Nó sẽ giúp cho chúng ta hát dễ dàng hơn và mượt mà hơn. Ngoài ra thì nó có chức năng MC. MC thì nó sẽ cho chúng ta một cái chất giọng trầm ấm, đầy nội lực và truyền cảm. Thì chúng ta có thể kể chuyện. Và vừa rồi đó là cách hiệu chỉnh cũng như là hướng dẫn nhanh cả chiếc sâu kẹt K600 kết hợp với lại micro AT100. Mọi người có những thắc mắc thì mọi người có thể để lại comment ở bên dưới nhé. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video. Nếu những ai chưa có thiết bị cho mình, mọi người có thể ghé qua địa chỉ 10-14 Đặng Văn Ngữ, phường 10, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc cơ sở 2, 37 đường số 2, phường Trường Thọ, Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh để có thể trải nghiệm trực tiếp sản phẩm. Hẹn gặp lại mọi người trong những video sau.